Xô xát bao lâu rồi Châu? Được 30 phút trước rồi. Cậu xuống phòng bảo vệ, check xuất cam ở studio 30 phút trước, rồi lưu lại giúp tôi. Vâng ạ. Này, đúng lên. Từ đầu như nào, kể cho em đi. Hôm nay thì có lịch chụp hình với của Bích Thùy và Hoàng Xuân, nhưng mà Hoàng Xuân đến muộn nên làm cho Bích Thùy chụp trước, thì là Xuân đến thì phải chờ. Thế là chụp được một lúc tôi đi ra lấy nước, thì là quay lại đã hai con đánh nhau rồi. Thế bên mình đã có người đưa Xuân đi sơ cứu chưa? À, luôn vào ngay rồi. Còn Thùy thì sao? Thùy thì cũng bị Xuân nó đẩy ngã, nhưng mà là do tự vệ thôi. Trong lúc xô xát thì là tôi hóng được, kêu là toàn chuyện giật bồ giật bịch không à. Anh dặn mọi người trong studio là bảo mật thông tin giúp em. Ok. Em xuống phòng bảo vệ một lát. Ok, đi đi. Thế nào rồi? Đây ạ. Xô xát xảy ra khoảng 5 phút. Thùy à, chuyện sáng nay là thế nào em? Chuyện hai người mẫu xô xát với nhau là chuyện bình thường, nhưng xảy ra ở studio của Hoàng Kim nên chị phải trực tiếp hỏi rõ. Chị biết là cái gì cũng có lý do của nó, nên chị mới phải nghe bằng hai tai đây. Với cả chị bảo này, hình như Xuân đang muốn kiện em đấy. Trợ lý của Xuân có quay được clip hậu trường, chị cũng đã xem qua rồi. Chị nghĩ là nếu mọi chuyện bị làm ầm lên thì sẽ không có lợi cho tất cả mọi người đâu. Chị hiểu là sẽ rất khó để đặt cái tôi của mình xuống, nhưng mà chị đã xem clip rồi. Nếu như trong chuyện này em chịu nhún xuống một chút thì chắc chắn hình ảnh của em sẽ không bị ảnh hưởng. Ok, vậy em cứ suy nghĩ đi. Thế nhá. Xuân à, em đã đỡ hơn chưa? Cứ nghỉ ngơi đi nhá. Chị bảo này, chị cũng vừa nói chuyện với cái Thùy, nó cũng suy nghĩ lắm. Chị tin là nó cũng rất muốn xin lỗi em. Mình có thể biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ không được không? Với cả em biết đấy, trong chuyện này, cho dù mình có là người đúng, có là người bị hại đi nữa, thì việc mình xuất hiện trong một clip xô xát nhau như vậy cũng không lấy gì làm hãnh diện cả. Chị biết, chị hiểu mà. Ok, vậy em cứ nghỉ ngơi đi nhá. Chào em. Sếp. Sao với người khác sếp hiểu lòng người thế? Còn với tôi? Còn cậu thì đang nói hơi nhiều đấy. Tương tác vào, tương tác vào. Liên kết lại với nhau, chụp nhóm cơ mà. Xoay cái hông ra, xoay cái hông ra nào, xoay cái hông ra. Vầy bò xoay hông ra nào. Thôi, em nhắc lại một lần nữa nhá. Chuyện hai mẫu xô xát sáng nay, anh nhắc cả ekip giữ bí mật giúp em. Em yên tâm đi, team của anh là không có chuyện đưa chuyện thế đâu. Sáng nay hai đứa nó đánh nhau ấy, tí liên lụy đến anh đấy. Chỉ sợ là chúng nó lu loa lên thôi. Người ngoài thì mình không thể kiểm soát được, nhưng người của Hoàng Kim thì anh phải chắc chắn. Em tin Châu đấy. Ok, em yên tâm. Mấy đứa đi thay đồ. Chuẩn bị cái giá đồ khác cho anh nào. Dạ vâng ạ. Ai đây? Mẫu mới à? Nhân viên mới của phòng marketing. Thôi nhân viên mới ấy. Em ơi, người ngợm như thế này, body như thế này mà làm nhân viên marketing. Ôi cưng quá này. Làm người mẫu, mặt sáng choang luôn. Em vẫn đang học việc chị Trang à? Nào, cho em xem ảnh chụp sáng nay đi. Đi. Được đấy, chuyển sang bên cho em. Cái này em cần phải rõ đồ hơn một chút, chi tiết hơn một chút nhá. Cẩn thận! Cậu có sao không? Dạ không sao ạ. Cảm ơn cậu nhé. Dạ không có gì ạ.